Thời gian qua, tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ án mạng chỉ vì tình yêu bị ngăn cấm. Chỉ một phút nông nổi vì lụy tình, họ đã đoạt mạng sống của người khác không thương tiếc. Đơn cử như mới đây, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nhân, 38 tuổi, quê ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra. Được biết, do bạn gái nhắn tin chia tay nên Trần Văn Nhân đã chạy xe máy hơn 130 km đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, chém bố người yêu trọng thương rồi bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8 tháng 4, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của ông Trần E, 56 tuổi, chú ở Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, về việc ông bị Trần Văn Nhân dùng hung khí gây thương tích. Quá trình điều tra, Công an huyện Hòa Vang xác định giữa Nhân và chị Trần Thị Tê Tê, 29 tuổi, con gái của ông E, có mối quan hệ yêu đương. Đến tối ngày 8 tháng 4, chị Tê đòi chia tay thì Nhân nhắn tin đe dọa sát hại cả nhà chị này sau khi ham dọa thấy chị tê vẫn kiên quyết nên ngay trong đêm nhân mang theo hung khí chạy xe máy từ quảng ngãi về nhà chị tê tại xã hòa phong huyện hòa vang vừa bước vào nhà nhân gặp ông e liên dùng hung khí tấn công vào người khiến cho ông này bị thương May mắn, ông nghe vùng bỏ chạy thoát ra ngoài, sau đó chi hô, thì nhân mới dừng tay và bỏ trốn. Đến chiều ngày 9 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an huyện Hòa Vang triển khai lực lượng bắt giữ nhân đang lẩn trốn tại khu vực Hòa Khánh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Vụ việc đang được công an huyện Hòa Vang điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, hành vi gây thương tích cho bố người yêu cũ của Trần Văn Nhân là không thể chấp nhận được. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ có bản án thích đáng dành cho đối tượng này.